Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thầy tiếp tục thầy dạy cái dạy từ câu số 8 cho tới câu số 10 của cái phần truyền tải điện năng, đúng không? Trong chương trình vật lý lớp 12. Thì ở video trước thầy đã dạy từ câu cung cấp lý thuyết cho các bạn, đúng không? Cung cấp lý thuyết cho các bạn là và yêu cầu các bạn là nhớ một số công thức. Thì bạn nào chưa chưa có coi video trước thì chúng ta có thể mở lại video trước là cái bài truyền tải điện năng đó, đúng không ạ? Thầy sẽ để cái đường link ở dưới mô tả cho các bạn, ai chưa coi thì chúng ta có thể vào coi lại bình thường. Rồi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn từ cái ví dụ số 8 trở đi. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng đi tìm hiểu cái ví dụ số 8 xem coi nội dung nó ra sao đây. Một trạm phát điện xoay chiều có công suất không đổi, hiệu suất truyền đi xa với điện áp đưa lên đường dây. Như vậy điện áp đưa lên đường dây đó là U đó các em, là 200 kV. Thì tổn hao điện năng là 30%. Như vậy cái đây là chúng ta nhớ tới phần trăm, đó là phần trăm hao phí á. Thì trong công thức của các bạn đó là H đó các em, nó sẽ bằng là công suất hao phí chia cho công suất toàn phần đó, đúng không ạ? Và chỗ này nó là 0,3, tức là 30%. Và biết hệ số công suất cos phi này, đúng không ạ? Hệ số công suất đó là cos phi này bằng 1. Người ta hỏi rằng nếu tăng điện áp truyền tải lên là 500 kV, như vậy trường hợp sau U phải là 500 kV. Thì người ta hỏi tổn hao điện năng, phần trăm hao phí điện năng đó, đúng không ạ? Như vậy người ta cũng hỏi H phẩy này là bao nhiêu, đúng chưa? Bài toán của chúng ta là liên quan tới vấn đề này. Và bây giờ thầy trò chúng ta cùng đi giải. Thì để giải được cái bài này á, các bạn chú ý nè, công thức tính phần trăm hao phí, đúng không? Ta có nè, cho hai trường hợp, một thì các bạn chỉ việc lập tỷ số thôi. Chúng ta có H nè bằng là delta B chia cho B, đúng không ạ? Thầy khai triển chỗ này ra thì delta B của các bạn nó sẽ bằng B bình chia cho U bình nhân cos bình phương phi, đúng không ạ? Đây là delta B, rồi nhân cho R, đó chính là delta B, rồi chia thêm cho B ở dưới. Như vậy chỗ này chúng ta tương đương ra H sẽ bằng B với B bình với một lần, đơn giản trên này còn một lần, như vậy bằng B nhân R chia cho U bình phương, đúng không ạ? Vì cos phi của chúng ta bằng một rồi, chúng ta không làm trong trường hợp này, không xác định trong trường hợp này. Như vậy khi có H rồi, các bạn lập tỷ số. Như vậy thầy lập tỷ số nha. Như vậy chúng ta có nè, trường hợp 1 là H1 sẽ bằng là B. B của chúng ta đây là công suất nhà máy phát điện nó không đổi, như vậy B nó vẫn bình thường. Đây R điện trở của đường dây cũng không thay đổi, nhưng chỉ thay đổi điện áp thôi, đúng không? Điện áp đưa lên để truyền tải thôi. Như vậy đây là U1 bình phương. Rồi tương tự như vậy H2 sẽ bằng là B nhân R chia cho U2 bình phương. Từ đây các bạn thấy là H tỷ lệ nghịch với U bình. Như vậy thầy lập tỷ số, thầy lấy H1 thầy chia cho H2 sẽ bằng là U2 chia cho U1 tất cả bình phương, đúng không ạ? Rồi chúng ta bằng thế số vào, U2 của các bạn là 500, đúng không ạ? U2 của các bạn là 500. Chỗ này đây chúng ta coi có phải 500 không nha. Thầy coi lại, U2 là 500, U1 là 200, đúng không ạ? Như vậy chỗ này 500 chia cho 200 tất cả bình, đều đơn vị kV, chúng ta đơn giản hết rồi. Như vậy từ đây chúng ta suy ra, chúng ta có thể suy ra nè, H1 chia cho H2 bằng 5/2, 5 bình phương lên là 25, 2 bình phương lên là 4. Như vậy suy ra H2 sẽ bằng H1 nhân cho 4 chia cho 25. Rồi các bạn thế số vào, ở chỗ này là H1 của các bạn là bao nhiêu đây ạ? Là 30%. H nhân cho 4
chia cho 25. Và lúc đó chúng ta bấm máy tính thì kết quả của mình nó sẽ bằng 4,8%, đúng không ạ? Đó là xong cái ví dụ số 8 của chúng ta. 4,8%, như vậy cái câu này chúng ta chọn đáp án mấy đây? Đáp án D là đáp án cần chọn, đúng không ạ? Rồi, tương tự chúng ta qua cái bài ví dụ số 9. Đây, chúng ta coi ví dụ số 9 nha các bạn. Người ta truyền tải điện xoay chiều một pha từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có chiều dài tổng cộng. Chiều dài dây dẫn là L là 20 km nè. Dây làm bằng kim loại có điện trở suất là rho là 2,5 x 10 mũ trừ 8 nè, đơn vị là ôm nhân mét nè. Tiết diện là chữ S đó các em, là 0,4 cm vuông nè. Hệ số công suất cos phi nè, đề bài cho biết bằng 1 nè. Rồi điện áp hiệu dụng và công suất truyền đi ở trạm phát điện, như vậy điện áp hiệu dụng truyền đi, điện áp đưa lên để truyền tải đó là 10 kV nè. Rồi công suất truyền đi ở trạm phát, như vậy công suất của phát điện đó, đúng không, là 500 kV nè. Người ta hỏi hiệu suất truyền tải. Hiệu suất thì bằng công có ích chia công toàn phần, hoặc bằng công suất có ích chia công suất toàn phần nhé. Ở đây không phải là phần trăm hao phí nha các em. Phần trăm hao phí thì thầy ký hiệu là chữ H nhỏ. Nhưng mà hiệu suất truyền tải thì các bạn nhớ bằng công suất có ích chia công suất toàn phần. Đó là chữ H lớn, đúng không ạ? Và bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng giải cái bài này. Thì chúng ta giải nè. Chúng ta xuất phát từ hiệu suất bằng công suất có ích chia công suất toàn phần. Công suất có ích thì bằng công suất phát trừ đi công suất hao phí chia cho công suất toàn phần, đúng không ạ? Và chỗ này chúng ta khai triển ra nó bằng 1 trừ cho delta B chia cho B. Tương tự như vậy các bạn phân tích ra nó bằng 1 trừ, nãy chúng ta phân tích ở trên nó delta B chia B, thì nó sẽ bằng gì đây ạ? B nhân R chia cho U bình nhân cos bình phương phi, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta có hết rồi, chúng ta phải thế vào thôi. B có rồi, 500 kV nè. U có rồi, 10 kV nè. Cos phi có rồi nè. Như vậy muốn tìm được H, hiệu suất truyền tải này, các bạn phải tính R cho thầy, đúng không ạ? Bây giờ thầy sẽ tính R. Với R bằng rho nhân lắp chia sạc, đúng không ạ? Rho ở đây đề bài người ta cho là bao nhiêu đây? Là 2,5 x 10 mũ trừ 8 ohm mét. L là 20 km, đổi ra là 20.000, đúng không ạ? 20.000, đúng chưa? Đó là L của chúng ta là 20.000. S của các bạn là 0,4 cm vuông. Các bạn đổ ra mét vuông là nhân 10 mũ trừ 4, 0,4 x 10 mũ trừ 4 mét vuông. Và lúc đó chúng ta bấm máy cái anh này thì R của các bạn nó sẽ ra là 12,5 ohm. Như vậy chúng ta tính hiệu suất truyền tải H bằng 1 trừ B của chúng ta là bao nhiêu đây ạ? 500 kV các bạn đổ ra là 500 x 10 mũ 3. R là 12,5 chia cho U bình. U bình của các em là bằng 10 kV, đúng không ạ? Ta coi coi U là nhiêu đây. Các bạn chờ thầy chút nha. Rồi U là 10 kV đổi ra là 10.000, đúng không? Đây là 10.000. U bình phương lên. Rồi cos phi của các bạn, đúng không ạ? Chỗ này chúng ta tính cos phi vì cos phi bằng 1 rồi. Chúng ta khỏi ghi cos phi, đúng không ạ? Rồi, như vậy khi đó chúng ta bấm máy cái anh này. Bấm máy thì kết quả của nó sẽ ra là 93,9375 đó. Hay là 93,75%.
chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy đáp án của chúng ta là đáp án A, đúng không ạ? Đó là xong cái ví dụ số 9 của chúng ta. Bây giờ qua cái câu cuối cùng là câu số 10. Câu số 10 người ta nói rằng từ một máy phát điện người ta muốn truyền tải tới nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện có điện trở, đúng không? Đây là điện trở R là 40 ohm, hệ số công suất cos phi này bằng 1. Biết hiệu suất truyền tải nha, chứ không phải là phần trăm hao phí nha các em. Hiệu suất phần trải là chữ H lớn đó, bằng công suất có x chia công suất toàn phần đó, đúng không ạ? Hay là bằng B trừ cho delta B chia B đó, đúng không ạ? Cái phần ở video trước thì các bạn chú ý điều đó cho thầy. Thầy đã nói, đã cung cấp lý thuyết, kiến thức và một số công thức các bạn cần phải nắm. Một số công thức là chúng ta sẽ gặp trong cái bài toán truyền tải điện năng. Rồi, chỗ này hiệu suất truyền tải là 98%, tức là 0,98 đó các em. Và nơi tiêu thụ nhận được công suất điện, ở đây là nơi tiêu thụ nhận được công suất điện nha các em. Như vậy cái nơi tiêu thụ nhận được công suất điện đó là công suất có x, là B có x đó, đúng không ạ? Chúng ta lưu ý đây chính là B có x, là 196 kW. Ở đây không phải là B phát, đây cũng không phải là B hao phí, mà nơi tiêu thụ nhận được công suất, đây là công suất điện có ích ở nơi tiêu thụ. Người ta hỏi điện áp hiệu dụng đưa lên, như vậy điện áp phát này đưa lên là bao nhiêu, đúng chưa? Cái bài này nội dung của ông ta là nhiêu đó. Như vậy để giải được, quyết được cái bài này thì các bạn sẽ xuất phát từ cái hiệu suất truyền tải điện năng này, đúng chưa? Chúng ta sẽ xuất phát từ, ta có nè, hiệu suất truyền tải điện năng như thầy đã nói bằng công suất có x, có x, đúng không? Chia cho công suất toàn phần, đúng không ạ? Rồi các bạn thế số vào, chúng ta sẽ tìm, có H rồi, có B, có X rồi, chúng ta sẽ tìm được cái công suất ở phát điện, công suất để đưa lên, hay là công suất ở nhà máy phát điện đó, hay là công suất đưa lên để truyền tải điện đó. Các bạn hiểu như vậy cho thầy nha. Rồi H của chúng ta là bằng 0,98 nè, bằng B của X là 196 nè. Đây là kW, thì lát nữa cái anh này sẽ đơn vị là kW thôi chứ không có gì hết. Chia cho B của các bạn. Rồi từ đây các bạn suy ra B bằng 196 chia cho 0,98 thì nó sẽ bằng là 200 kW, đúng không ạ? Đó là có B công suất truyền tải rồi. Như vậy để tính được cái U, để tính được U điện áp để đưa lên để truyền tải điện năng đi, tức là điện áp phát đó, thì các bạn có B là công suất phát rồi, các bạn phải tính thêm cho thầy đó là công suất hao phí nữa. Thì khi vì công suất hao phí nó sẽ chứa U, chứa B và chứa R, thì chúng ta sẽ làm được cái vấn đề này. Như vậy thầy sẽ tính công suất hao phí lại dựa vào cái công cái anh này, cái hiệu suất truyền tải nè, mặt khác nè, chúng ta nói mặt khác nè, hiệu suất truyền tải điện năng thì bằng công suất phát hay là công suất toàn phần trừ đi công suất hao phí chia cho B. Hay chỗ này chúng ta có, chúng ta tương đương lên H nè, bằng 1 trừ cho delta B chia cho B, đúng không ạ? Từ đây chúng ta sẽ tìm delta B, thầy sẽ suy ra delta B nè, bằng 1 trừ cho H, đúng không ạ? Chuyển qua là cộng, anh này chuyển qua là trừ, như vậy chia cho B, chuyển lên thành nhân cho B, đúng chưa? Đó là delta B của các bạn. Và chúng ta thế số vào, 1 trừ đi H của các bạn nó là bằng 0,98, 0,98 nhân cho B, đây là 1 nhé các em, nhân cho B của các bạn nó bằng là 200,
như vậy 200, chỗ này 1 trừ 0,98 thì ra là 0,02 nhân cho 200 thì chỗ này là ra 4 kW, đúng không? Đó là công suất hao phí trong quá trình truyền tải điện năng. Như vậy mình có delta B, mình có delta B rồi nè, delta B là 4 nè các em. Rồi mình có B phát nè, đúng không ạ? Rồi mình có R nè. Như vậy mình sẽ tìm được cái hiệu điện thế hay là điện áp đưa lên để truyền tải điện năng. Thế thôi. Ta có nè. Ta có công suất hao phí sẽ bằng B nhân R, B bình phương đi, nhân R chia U bình nhân cho cos bình phương phi đó các em. Hay chúng ta thế số vào, delta B của các bạn ở đây là bằng 4 kW, đúng không ạ? Delta B của chúng ta là bằng 4 kW nè. Hay đổi ra luôn đi, 4 nhân 10 mũ 3 nè, đúng không? Đó là delta B. B của các bạn, B phát của các bạn tìm ở đây, nãy chúng ta tìm là nhiêu nhỉ? 200 kW, như vậy là bằng 200 × 10^3, 200 × 10^3 tất cả bình phương nhân cho R của các bạn. Đề bài ta cho biết R là 40, chia cho U bình chúng ta chưa biết để nguyên, cos bình phương vì cos phi của chúng ta bằng 0, xin lỗi, cos phi bằng 1, như vậy chỗ này nhân 1 thì thầy khỏi gần nhân nha. Rồi khi đó chúng ta biến đổi 40 hết 10 mũ 3, đây 10 mũ 6 đơn giản đi, còn 10 mũ 3. Như vậy kết quả, rồi muốn mất bình phương đi lấy căn thì 2 bình phương nên là 4. Từ đó chúng ta sẽ suy ra U của các bạn nó bằng 20 nhân 10 mũ 3 vôn. Đúng không ạ? Đây là kết quả điện áp truyền đi phát điện. 20 nhân 10 mũ 3 vôn, như vậy nhìn vào đây chúng ta thấy đáp án B là đáp án đúng nè. Đúng không? Đó là đáp án B. Rồi, như vậy thầy đã giải chi tiết cho các bạn 2-3 bài tập còn lại, bài số 8, bài số 9, bài số 10 trong phần truyền tải điện năng. Video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn nào chưa coi cái phần video số 1 thì các bạn có thể vào cái kênh vật lý của thầy, đúng không? Kênh học cùng thầy Thành đó.